tất cả mấy cái cuốn trái này nó ra đồng loạt hết, là mỗi một cuốn là khoảng 8 trái, 7 8 trái. Mà còn mấy cái nhánh nó ra thêm nữa. Chắc cỡ gần cả 100 trái à, nhóm có các bạn. Một trái không có gọi. Đấy, ngay cả, trước mắt các bạn ở đây là cái nụ này nè. Bạn thấy không? Cái cuốn chính nó ra là 3 trái rồi. Đây 1 trái, 2 trái. Bên này 1 trái nữa, 3 trái với một cái nụ. Nè. Đây là một cái chèo. Đây các bạn, cái chèo nữa. Đây cái chèo nó ra. Trong cái chèo đó một cái trái nha. Ừ, cảm ơn mọi người quay lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Đây các bạn, trước mắt các bạn là mít thái siêu sớm nha các bạn. Mít thái siêu sớm. Siêu trái luôn. Các bạn thấy không? Đúng là siêu trái ha. Tính đây lại điểm xuống điểm sơ qua cho các bạn xem nha. Một trên 10 trái mít mà có một khúc này, có một nhánh thôi các bạn. Nhánh này trên 10 trái. Mỗi một cuốn à, hiện tại bây giờ cuốn này một trái một nụ ha. Đây cuốn này thì hai trái một nụ. Cuốn này cũng hai trái một nụ. Đây, trái nữa. Nếu mà mình để hết cái một cái cuốn này á là chắc khoảng 5 trái, 6 trái. Không có, mà để hết trơn cho nó nở ra hết trơn mấy cái này ha. Với từng ấy một ôm vậy nè. Vậy hả? Theo chị trăm á, cái này cái tự trên này đi ha, cái này cũng có trái nè, cái này cũng thành trái nè, cái này cũng có trái nè. Vậy hả? Trái hết trơn luôn. Đây theo chia sẻ của ông Trưng, ông làm vườn này cũng 5-6 năm trời á. Nó nếu mà cái nụ này á, nguyên cái cuốn trái này á, mình để hết á không tiện không? Là nó sẽ xuống đây là một cái cuốn này chắc ở 7-8 trái. Hiện tại bây giờ nó là đã 2 trái rồi. Ở đây vẫn còn cái nụ đây, nụ này nụ trái tiếp. Ở đây cái chèo này như còn cái nhánh này á, nhánh này là vẫn có nụ trái nha các bạn. Đây, đây nụ trái đây. Ở đây tiếp tục cái chèo nữa, cái nhánh nữa. Nụ trái vẫn ra nữa. Như vậy là nó tất cả mấy cái cuốn trái này nó ra đồng loạt hết, là mỗi một cuốn là khoảng 8 trái, 7-8 trái. Mà còn mấy cái nhánh nó ra thêm nữa. Chắc cỡ gần cả 100 trái à, nhóm có các bạn. Một trái không có gọi đâu, đang đi trường học đó. Cái tăng chứ trường học đó, đâu có ai đâu mà chăm sóc đâu ai hết. Vì đúng ra là đúng ra cả 100 trái mít có. Cái đó là có sự thật nha các bạn. Nếu mà mình để mình không cắt tiễn gì hết, để cho nó ra tự nhiên. Ví dụ như cái chùm ở đây là đã có rồi. Đây bên đây nữa, nhánh bên đây vẫn có đây. Vẫn ra nữa. Đây. Chỉ một cây mít không mà để hết không tiện gì hết. 100 trái mít là cái đó là có thật. Bình thường 100 trái trên. Tại vì ở trên nhánh này không á, thế mà tính nói ra nãy giờ là khoảng 80 trái rồi. Ở đây khoảng 8 cuốn ha. Dưới này vẫn có nữa. Dưới này cũng mấy cuốn nữa ha. Bên đây nữa. Tính ra là chuyện bình thường ha. 100 trái mít là chuyện bình thường. Đây bây giờ ông anh tiến hành ông cắt không để được. Nếu mà để 100 trái mít thì cái cây này trái chắc cỡ 2 kg 3 kg hết sức một trái. Không được, cũng được. Không được 2-3 kg một trái nữa hả? Tới chuyện ấy ba lớn nè. Ba lớn. Tới chuyện nó già, có trái bự, có nhỏ, có thì như vậy thì không đạt. Một nếu mà để hết số lượng trái đó thì trái nó không đạt chất lượng nè. Thứ nhất, thứ hai là cây mình nó bị si cây hay bị kiệt sức đó, không có đủ chất dinh dưỡng nuôi nữa. Sau đó là cây mình sẽ chắc có thể là bị lội luôn. Này giờ ông tiễn bỏ hết chứ không để được các bạn. Đây trước mắt giờ tiễn sơ một lượt đi. Thấy không, trừ nó một trái thôi các bạn. Dưới này cũng vậy. Đây này dưới này tiễn con trừ một trái. Cứ tiễn trước vậy, thời gian để khoảng một tuần nữa các bạn. Trái nó lớn lên, mình sẽ loại bớt nữa. Cây này tối đa để khoảng 4 trái các bạn. Hiện tại bây giờ khoảng ở đây còn 6 trái, 8 trái. Nhưng khi mà để lớn lên đó, khoảng 4 trái là dữ lắm mà. Cái cây này nó 4 trái mít hả? Chứ không để nhiều được nha các bạn. Để nhiều là cây này sẽ không đủ chất dinh dưỡng nuôi trái.
Đây. Bởi vì nó cây mít Thái mà cho 100 trái một cây là cái đó là có thật nha các bạn. Như chia sẻ nãy giờ đó, cây mít sẽ có thật. Đó là cái cây này chỉ tàn nhỏ thôi các bạn. Hay cái tàn cây cũng đâu có lớn nhiều đâu. Đây mình đi quay xa, quay từ xa quay lại cho các bạn xem cái tàn mít này nha. Đây cái tàn cây mít các bạn thấy không? Cây này cũng nhỏ lắm. Không bự. Thấy không? Cái tàn này. Tàn mới lớn mình nuôi khoảng 100 trái mít là các bạn nghĩ thế nào? Này các bạn thấy không? Bạn nghĩ sao cây mít như thế này? Nhỏ, tàn cũng đâu có gọn, đâu có lớn đâu các bạn, cũng nhỏ mà. Mà nuôi 100 trái thì các bạn nghĩ thế nào? Cây không thể nào đủ sức để nuôi các bạn. Bởi vì anh em tôi đã tranh thủ đi tiễn bớt, loại bỏ bớt đi. Để sau này để khoảng 4-5 trái thôi, tối đa là 4 trái, 5 trái. Đằng cho cái cây đủ sức nuôi trái. Ok, tiếp tục mình sẽ đi chia sẻ tiếp các bạn những cây nào mà trái nhiều cho các bạn xem nha. Nói như... đây các bạn. Cái cây này cũng 4-5 cuốn trái nha. Dưới gốc nó 3 cuốn rồi. Trên này nữa. Trên này cũng 2 cuốn. Trái này mình để cây này cũng hơi trồng trồng tí mà để khoảng 2 cây với 2 trái 3 trái thôi. Trái gần gốc nó không tốt mà, gần sắt đất á, loại bỏ. Bỏ mình chưa nâng chân cao một tí ha. Đây cái mặt đất để gần đất quá thì mưa nó dâng sình lên, trái nó không được tốt lắm. Này, chị xem mọi người tiếp nha. Trái nó ra đây các bạn. Cực kỳ nhiều ha. Giống như mình nói chia sẻ nãy giờ các bạn đây. Cái mít Thái mà chịu để là 100 trái này, cái đó là có thật nha các bạn. Như bạn nghĩ đây. Hiện thời cái nụ này đây ha. Cái nụ này giờ đang là 2 trái này, thêm một cái nụ nữa. Ở trong vẫn còn một trái đây ha. Trong vẫn còn trái nữa. Tiếp tục cái nụ này. Là nó vẫn còn trái nữa nha. Đây qua đây cụ thể ha các bạn. Đây 3 trái. Hiện tại bây giờ là 3 trái nha. Đây một cái nụ nữa. Này. Trong này một trái nữa là 4 trái. Đây cái nụ ha, vẫn còn nụ ra dài dài nữa. Cái ngay cuốn một cuốn này là 7-8 trái là chuyện bình thường. Kế tiếp là cái chèo này nè. Các bạn. Cái chèo này nó sẽ tiếp tục ra nụ nữa nha. Đây. Mình sẽ cho các bạn xem bên trong luôn nha. Đây các bạn thấy không, đây vẫn cái nụ trái nha, đây nụ trái, rồi từ cái nụ trái này vẫn có ra cái nụ trái tiếp nữa ha. Rồi đây vẫn có cái chèo, các bạn thấy không, đây bên đây cũng có chèo này, những cái chèo này nó sẽ ra trái tiếp. Tính ra một cái cuốn này á, trên 10 trái mít sẽ có, cái đó là chuyện bình thường nếu mình để hết. Đây nữa bạn thấy không, mấy cái chèo này nó tốt, nó cho cái nụ riêng bên này đây nè. Này đây nụ, cái này là nụ chính đó ha. Mấy cái chèo cũng cho nụ nữa, cũng cho trái tiếp này. Bởi vì nếu mình để hết thì vẫn cái đọt đầu trái đó, nhưng mà trái nó không được tốt nha, mà trái nó không bự thôi. Như vậy thì nó chết cái mít Thái là cho 100 trái là có thật nha các bạn. Nếu mình để hết không tiện đó. Còn bây giờ anh em ở đây trồng dạng mít trồng nhiều mà phải tiễn mới được, chứ không để gì trồng dặn để có thu hoạch nha, mà chứ không phải trồng để bỏ phế đó. Bây giờ đầu mình tôi sẽ loại bỏ nó các bạn, tiễn đi. Cái này ở trong này cái trái thứ nhất nó hơi xấu, mình sẽ bỏ luôn các bạn, giữ trái thứ hai lại. Này loại bỏ này, thấy chưa mà. Này bỏ này, trái này còn hơi nhỏ quá. Lấy luôn đi. Vài bữa mình chuẩn bị bao lưới mình sẽ tiễn lại tiếp một đợt nữa các bạn. Đó, giờ hiện tại mình chừa 5 4 trái ha.
cái này nó ra cái cuốn trên này phải không? Đây. Cuốn đầu tiên nè, một cái nè. Đây các bạn. Cái nhánh này nó ra nè. Dạ. Nè. Nó còn nụ rồi còn ra cái. Đây hiện tại cái mít bây giờ đã các bạn nhìn thấy nha, phía trước mắt đây. Một trái to. Hai trái mít to nha. Cái đó là những cái nụ nhỏ phía bên trong này. Đây. Những cái nụ nhỏ. Đây không có. Đây nữa. Như mình chia sẻ nãy giờ, đây là cái nụ. Nụ này là viên chính, nó cụ thể nhất các bạn. Đây là một cái cuốn trái nha. Cuốn trái. Xuống đây là một cái trái đây, trái mít nằm đây nha. Cái này là một cái chèo. Cái chèo của nó nha, đây là cái chèo. Nhưng mà cái chèo này ở đây nó ra thêm một cái trái này, các bạn thấy không? Từ cái chèo ra qua trái nha. Đây dẫn ra nụ cái cuốn nụ này trái tiếp này. Còn bên cái chèo này nữa. Từ đây một cái chèo nữa nó sẽ ra trái này. Các bạn thấy không? Cực kỳ nhiều ha. Như vậy là mỗi một cái nụ nó sẽ có nhiều cái chèo. Ở trong cái, những cái chèo đó nó sẽ có trái tiếp nữa. Bây giờ một cuốn trái này nó sẽ cho khoảng từ 10, cuốn này chắc trên 10 trái đấy. Khi mà mình để hết. Nhưng phải loại bỏ, không có trừ được. Trong này cái trái thứ nhất của cái cuốn trái này mà. Trái này nó bị sâu à. Mình chưa kịp bao lưới nó bị sâu nè. Mình phải bỏ nó. Giữ lại cái trái thứ hai nha. Này, nuôi dưỡng lại trái này. Còn cái trái bên cái chèo này thì mình cũng bỏ luôn. Trái này cũng đẹp đó, nhưng mà trên một cuốn trái mình chừa một trái thôi. Giờ mình tiến hành loại bỏ nó các bạn. Đây cái chèo bỏ luôn. Cái chèo cắt bỏ hết luôn. Này, chỉ chừa duy nhất một cái trái thứ hai thôi. Dưới này nữa, đây các bạn. Cái này lấy luôn chưa? Đây nha, lấy luôn nha. Chừa luôn. Chừa một trái thôi. Trái này rất đẹp. Đây nữa, trái này cũng cực kỳ đẹp các bạn. Mình chỉ tiến hành lấy luôn đi. Đó, cái mít giờ đã hoàn thiện các bạn. Mình đợi vài hôm nữa mình dùng cái túi lưới á, bao lại là ok. Vì là đã chưa hoàn thiện cái mít đó. Bao lưới lại mà để chờ ngày cho trái lớn lên, chờ ngày thu hoạch thôi các bạn. Đây, tiếp tục. Cũng giống như những cái hồi nãy mình đã chia sẻ các bạn. Đây vẫn là một cái mít ha. Cái mít Thái đây. Nhưng mà đặc biệt cái này trái rất là nhiều. Bạn nhìn thấy. Vẫn giống như hồi nãy mình đã chia sẻ đây, cực kỳ nhiều trái luôn nha. Này. Các bạn thấy không? Cuốn trái cực kỳ to. Trái là nhiều này chứ. Đây mình đã nhìn thấy cái chèo đã cho trái đây. Bên đây nha. Đây các bạn. Đây một cái chèo. Chèo đã cho trái đây, mà từ cái chèo nó vẫn có nhiều nụ trái nữa. Này. Đấy, ngay cả trước mắt các bạn đây là cái nụ này nè. Bạn thấy không? Cái cuốn chính nó ra là một ba trái rồi. Đây một trái, hai trái. Bên này một trái nữa, nó ba trái với một cái nụ. Nè. Đây là một cái chèo. Đây các bạn, cái chèo nữa. Đây cái chèo nó ra. Trong cái chèo đó một cái trái nha. Này. Đây là trái thứ hai của cái chèo. Vẫn còn cái nụ và vẫn có cái chèo mới. Này, thêm cái chèo mới nữa. Tính bởi vì các bạn, quá trời nhiều trái. Bởi vì cây mít này để hết. Chuyện chăm trái là chuyện nhỏ thôi. Tại vì ra đây mấy nụ ha, 5-6 nụ. Hay bạn này tiễn trước rồi. Thì nó vẫn còn nha các bạn. Dài kia còn trái nhiều lắm. Thì ok, có tí xíu chia sẻ với mọi người như vậy, chia sẻ kinh nghiệm với anh em trồng mít nha. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ của anh em nãy giờ nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái đoạn video về mít tiếp theo các bạn. Ok, bye bye. Và hẹn gặp lại mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Bye bye mọi người.